150% tăng sáng. Các bạn có thể quan sát là đi chúng tôi bắt zin theo giữa của xe. Rất tuyệt vời. Đối với dòng xe này thì phía trên pha bằng cốt chưa hề được gắn bi. Do vậy chúng tôi đã gắn bi cho bi gầm. Đối với dòng xe này chỉ cần một cục bi gầm là đã đủ để sử dụng trên đường. Như các bạn biết đây là đèn hiên bảng của xe là đèn halogen. Sau khi lên bi thì ánh sáng sẽ rất sáng. Các bạn phải quan sát là ánh sáng như thế nào. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái ánh sáng và mức độ sáng như thế nào. Và đặc biệt bản bi gầm này thì có hai chế độ pha và cốt. Đấy, các bạn có thể quan sát đây là ánh sáng sau khi lắp đặt lên xe. Các bạn nhìn thấy là đường cắt của bi rất nét, sắc nét bản bi. Được chưa? Có hai chế độ pha và cốt. Đã pha và cốt nha nhỉ? Mở ra đá pha lên. Các bạn nhìn thấy đứng pha rất sáng đúng không? Tâm sáng đây ạ. Tâm sáng bên này. Còn đây là trên làn này là của nguyên bản của xe. Rất tuyệt vời đúng không? Để đặt hàng thì quý khách vui lòng truy cập vào shopauto.vn hoặc để lại số điện thoại bên dưới sẽ liên hệ. Ngoài ra các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại này để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.